Sản phẩm có bền đẹp hay không là do quá trình sử dụng, vệ sinh và bảo trì sản phẩm đúng cách. Vậy hãy lưu ý 3 điểm sau khi vệ sinh sản phẩm CW-S32. 1. Vệ sinh sản phẩm bằng vải mềm, ẩm, không được sử dụng các chất tẩy rửa hoặc vật sắc nhọn. 2. Vệ sinh đầu vòi phun, nhẹ nhàng kéo đầu vòi phun ra, dùng bọt biển hoặc là bàn chải để vệ sinh đầu vòi. 3. Vệ sinh bộ lọc, thường xuyên vệ sinh lưới lọc của đầu nước vào để tránh lưu lượng nước quá thấp, đảm bảo khóa van trước khi vệ sinh. Trong suốt quá trình sử dụng, bạn có thể gặp một vài các tình huống không mong muốn. Nhưng đừng lo, với video này, Phương sẽ chia sẻ với các bạn cách để khắc phục chúng một cách nhanh chóng. Khi bạn gặp phải tình huống nước ở đầu vòi phun quá yếu, kể cả rửa trước lẫn rửa sau, thì nguyên nhân có thể do áp lực nước đầu vào thấp hơn so với tiêu chuẩn. Giải pháp trong quá trình rửa vệ sinh cần xoay cần gạt nhanh để lưu lượng nước nhiều nhất. Khi áp lực nước nguồn cấp nhỏ hơn 0,05, hãy sử dụng thiết bị tăng áp. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp phải tình huống nước ở đầu vòi phun không chảy ra thì có thể sẽ là một vài những nguyên nhân sau đây. 1. Van khóa nước đang đóng. 2. Lưới lọc của đầu nối chữ T bị tắc. 3. Đầu vòi phun bị tắc. 4. Áp lực nước bên ngoài thấp. Giải pháp 1. Mở van nước. Giải pháp 2. Vệ sinh lưới lọc của đầu nối. Giải pháp 3. Tháo và vệ sinh đầu vòi. Giải pháp 4. Tăng áp lực nước bên ngoài. Ngoài ra, nếu bạn gặp những tình huống không thể tự xử lý được, hãy liên hệ tới hotline của Inax 1800 6633 hoặc đại lý và showroom gần nhất. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.